Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận 22 ca mắc mới COVID-19. Tất cả đều là những ca lây nhiễm trong nước, trong đó có 11 ca ghi nhận tại Bắc Giang, 7 ca tại Bệnh viện Ca Tân Triều, 3 ca tại Hải Dương và 1 ca tại Đà Nẵng. Còn cập nhật cách đây ít phút thì thống kê từ 12 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay đã có thêm 76 ca mắc mới đều ghi nhận ở trong nước. Đây đều là những ca ở hai địa phương đang là tâm dịch là Bắc Giang và Bắc Ninh. Cụ thể, tại Bắc Giang có thêm 57 ca và tại Bắc Ninh có thêm 19 ca. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có khoảng 1,53 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng trên toàn cầu. Thế nhưng mà người dân tại châu Phi mới chỉ nhận được khoảng 1% trong số đó. Thêm vào đó, chỉ có khoảng một nửa trong số 37 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà châu Phi được nhận là đã được tiêm cho người dân. Văn phòng khu vực châu Phi của WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng dịch COVID-19 mới tại châu lục này do sự chậm trễ trong việc tiêm chủng. Ngoài ra, thì hệ thống y tế tại khu vực này cũng thiếu trầm trọng các thiết bị y tế. Vì vậy, những bệnh nhân COVID-19 nặng tại châu Phi có khả năng tử vong cao hơn so với người dân của những châu lục khác. Sau một khoảng thời gian tàn phá các thành phố lớn nhất của Ấn Độ, dịch bệnh COVID-19 giờ đang đe dọa đến các vùng nông thôn, nơi sinh sống của gần 70% dân số của quốc gia này. Thiếu trầm trọng các cơ sở chăm sóc y tế công, đội ngũ y bác sĩ và tất nhiên là thiếu cả bình dưỡng khí oxy. Nhiều người dân tại khu vực nông thôn của Ấn Độ đã tử vong. Sợ hãi dịch bệnh, nhiều người đã phải tìm đến các địa chỉ khám chữa bệnh, dù biết đây là địa chỉ không có giấy phép. Không phòng bệnh, không máy móc y tế, chỉ có những chiếc giường đan tạm. Người bệnh thậm chí nằm cả ngoài sân do trong nhà đã hết chỗ. Tại ngôi làng Pasor, nằm cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ 60 km, người dân không còn biết trông chờ vào ai ngoài cựu nhân viên y tế này. Ông đang điều hành một phòng khám nhỏ không có giấy phép. Và lúc dịch COVID-19 bùng phát, phòng khám lúc nào cũng đông. Phòng khám này là hy vọng duy nhất của chúng tôi, bởi không có bệnh viện nào ở đây cả. Bệnh viện dã chiến duy nhất trong làng cũng đã đóng cửa, không có cơ sở vật chất y tế nào trong làng hết. Không có cơ sở hạ tầng y tế, không được xét nghiệm. Dân làng nhiều vùng nông thôn nghèo như Pasor còn không biết liệu họ có bị mắc COVID-19 hay chỉ bị ho và cảm lạnh thông thường. Người dân làng rất sợ hãi và hoang mang vì dịch bệnh. Mọi người không ra khỏi nhà. Chúng tôi cũng không có bất kỳ hỗ trợ y tế nào. Trước có một nhóm nhân viên y tế đến kiểm tra vài người trong làng rồi họ rời đi. Sau đó không còn ai đến nữa. Khi đến phòng khám này, chủ yếu người dân sẽ được khám và truyền tĩnh mạch nếu có các dấu hiệu như sốt, cảm. Sau khi ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày vào đầu tháng 5, các con số hiện đã giảm dần tại Ấn Độ. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể vẫn cao hơn nhiều do nhiều người ở vùng nông thôn chưa được chẩn đoán vì thiếu thiết bị xét nghiệm.